Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, em chào mừng bà con đến với kênh Tem Sắt Tem Thắng nha bà con. Khoảng bữa chủ nhật, chắc chậm nhất là bữa thứ hai anh em. Là em có về một lô là nó tầm cỡ khoảng 74-75 cái máy dầu. Rồi em quyết định em xả một số máy trong kho này ra. À, nhờ anh em cũng như cô chú mình có quan tâm thì đón theo dõi giùm em nha. Em nhớ là ngày như 2 tây tháng 8 nha cô chú. 2 tây tháng 8 không chị? Dạ. Bữa nay ngày mấy con? Không, ngày mình ô ngày tây á. Dạ, 1 tháng 8. 1 tháng 8 hả? 1 tháng 8 cô chú, vừa ngày tháng với em là chỉ có em hỏi thôi. Cho em không rành. Bây giờ con đầu tiên em xả của ngày hôm nay là con Văn Ma. Ớt 10. Ớt 10 cô chú lý em nha. Đây là Văn Ma ớt 10. Máy này là nguyên thủy luôn nè. Hồi lúc mà em đi Cần Thơ tới giờ là mấy đứa cháu nó quay cái máy này chứ chưa, em chưa lần nào em quay nó lần nào hết. Bữa nay em lên xả hàng cho cô chú mình luôn nha. Thì cái số lượng máy nó về cũng tương đối rồi, em quyết định em xả hàng những cái hàng trong kho còn ra cho cô chú mình tham khảo nha. Rồi, trước tiên là máy này là nó nguyên thủy luôn nè. Về là nó gì đây, bu ly là nó còn nguyên thủy cho máy hết. Cô chú nhìn cái bu ly gió của nó vậy nè, rất là đẹp luôn, rất là mới luôn. Thường thường đa số những cái dòng máy bự này nó cũng có đẹp nhưng mà nó hiếm đó. Đa số những dòng máy bự là người ta xài cái gì mình không hiểu, nhưng mà đa số dạng cái nó vô dạng là nó sồn sồn, nó sồn sồn. Còn cái này là anh thấy áo đồ nó đầy đủ hết rồi. Mặt đèn, trái đèn rồi em thấy cũng rất là ok luôn nè. Mà có cái này thì chắc có lẽ em nghe nó bị cấn cái gì nên là cái độ hở mình hơi xa. Nhưng mình kỹ thì mở hai ống vít này mình khỏ nó vô tí xíu thôi nè, là nó ok thôi. Lực dầu cũng rất là mới luôn nè. Thần dầu thì cái này có khoảng 7 điểm luôn cô chú. Có khoảng 7 điểm. Cái về nó còn luôn nè. Cái về mà bên chụp của cái bô lửa với cái bô e còn đầy đủ hết, bô lửa bô e cũng còn luôn. Máy này là máy nguyên thủy nên cô chú nhớ lưu ý cho em nha. Học lắp thì lắp. Thì bữa nay em quyết định là em xả hàng cho cô chú mình, cho cô chú nào có nhu cầu sử dụng thì alo tiếp em nha. Nếu cô chú nào có làm lô thì em có về ở đó 80 không là 34 cái, còn cô bô tay rồi 65 như là 17-18 cái gì đó. Em nhớ cơ khoảng đó số lượng báo em chưa, em chưa có hỏi kỹ nó giờ là vậy đó. Em có về coi nè, nó cái giống gì với cái gì. Vậy này mua khách quen đó, thì những cái bãi quen thì rất là thoáng cô chú ơi. Báo số lượng bao nhiêu thì tuần về đây rồi tính rồi. Mình làm ăn lâu ngày vài tháng giống như cô chú tin tưởng em, thì em tin tưởng cái nguồn trên em vậy đó, không có gì hết. Mình không có gì để bận tâm mà cũng không có gì lo lắng cái chỗ mà mình mua bán hết. Đó, cái nước nhìn rất là đẹp. Có cái nút nước thì nó dở nha cô chú, cái nút nước thì nó mòn muốn hết. Cái gì cũng đẹp nhưng mà cái nút nước không đẹp. Cục heo còn đầy đủ luôn. Một bóng nhìn nó cũng còn luôn. Tay khóa dầu nó còn nhưng mà cái lượt mất tiêu rồi. Rồi Dương Út nhờ chuyển tiếp hàng cho cô chú ơi. Còn Tài đi đi lấy canh dầu gì chảnh trên tiệm Út mua dầu đi con. Thì khi em nói anh em đừng cười em chứ giờ tới nỗi mà đi mua dầu là phải kêu Tài nó chạy chảnh đưa vợ em đưa tiền mua dầu chứ không có tiền. Trời nó đau khổ vậy nè anh em ơi, coi gọn vô nè. Không phải đi than anh em cười chứ mà thật sự nhiều khi mình thấy mỗi đứa mình không có xài cái gì. Nếu bên đây là đa số là mình sử dụng tiền trong tài khoản không à, và tiền mặt mình không hết cái sử dụng luôn. Chuyển qua chuyển lại thôi, tự động hồi nó có tiền túi cộm cộm, có tiền túi cuốn móc đưa vợ chừng mình nó giống thành thói quen này. Bơm cốc cốc rồi chị. Đây là quá trời ngon luôn, thật sự ngon. Còn máy này hôm qua với em xác định cuối cùng nó là đẹp ngon chứ, nó đẹp ngon nó bị lắp. À, sáng giờ có ngon vừa chưa rắn ngon vô, quá trời
xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Cái này mình mua mình xài được những cái máy như gì nó mới đã nè. Thứ nhất là nó nguyên thủy, thứ hai về là nó có dầu nó chạy, thứ ba mà nó được áo sống mà nó đầy đủ gì là nó rất là ok theo góc độ nhìn quen á. Còn có một số trường hợp đặc biệt là áo banh chành hết nhưng mà cái lóc sáng dưới, đó là một số trường hợp đặc biệt là giống như là cái môi trường bảo quản của người ta nó không có được tốt, cái máy nằm ngoài bãi nó te tua trong mà ốc lóc rồi người kia là nó chành chờn, nó cũng có nhưng mà trường hợp nó cũng thích cái dòng đi chứ. Còn sử dụng cái máy này không còn gì để mà bạn cãi gì chứ, không có gì mà đáng suy nghĩ, quan trọng là giờ tới cái giá tiền em báo cô chú thấy hợp lệ rồi, chứ máy này đeo góc độ kem là không còn cái vấn đề gì mà để mình lo lắng nữa. Cái máy quá kem này rồi. Để bây giờ em xin báo giá cho cô chú mình, đây là cái giá thực sốc của ngày hôm nay nè. Cái này giá cũ nó là 10,5 triệu nè, cô chú nhớ lưu ý nha, 10,5 triệu. Hôm nay em xả hàng để nhập cái lô khác về em bán cho cô chú là 9,9 triệu. Cô chú nhớ lưu ý nha, 9,9 triệu. Em bán nên em nhập lô khác về nha cô chú, 9,9 triệu. Văn ma đất 10 à, chỉ có giá ngày hôm nay nha cô chú. Cô chú chốt ngày mai cũng là giá khác rồi đó. Thì cái giá này giống như bữa nay em xả hàng đang em lấy vốn rồi nhập cái lô khác. Nói chung là mình nói ngắn gọn là em xả hàng để em nhập cái lô khác vô. Còn qua 11 là giá nó khác rồi. Em cái giá này là không có còn nữa nha cô chú. Rồi 9,9 triệu, cô chú nào làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Số điện thoại em để trên màn hình. Rồi chào cô chú.